Vâng, em xin kính chào quý anh chị, quý bà con, cô bác. Nay kênh đất giá rẻ bên em xin phép quay gửi cho quý anh chị, quý bà con, cô bác một lô đất nhà vườn nha. Lô nhà vườn nha quý anh chị nha. Đây là khu dân cư này. Đó. Khu dân cư. Khu dân cư đó. Trước mặt đây là cái tỉnh lộ đó, xe mới đi qua là cái tỉnh lộ 1. Đây. Bắt đầu em đi vào trong căn nhà cho quý anh chị xem nha. Căn nhà này diện tích trên sổ là 7.600 m², có 400 m thổ cư, có một căn nhà xây cấp 4 đang còn ở rất là tốt, diện tích đất là chục điều. Đấy, nhưng mà đất thực tế thì nó khoảng gần 1 hecta nha quý anh chị nha. Đất thực tế là gần 1 hecta, còn đất trong sổ thì có 7.600 thôi, 7.600 m, có 400 thổ cư. Lô này gia chủ đang muốn sang nhượng với giá 850 triệu nha quý anh chị nha. 850 triệu bao sang sổ cho quý anh chị. Đó. Căn nhà cấp 4 xây kiên cố này. Trang trại này, chăn nuôi dê này. Đó. Chăn nuôi dê. Điều. Nguồn thu chính là điều này. Đó. Đó, còn lại một khoảnh đất bên dưới kia mấy sào kia đã trồng cỏ nuôi dê này. Đó, có lắp hệ thống tưới đầy đủ này. Đó, khu vực đây an ninh rất tốt nha quý anh chị nha. Trồng dê này. Còn lại cái nhà đất của mình đã được rào vườn kín này rồi nha quý anh chị nha. Đó, rào kín rồi. Đây một căn nhà xây cấp 4 đang ở kiên cố này. Điện nước đầy đủ nha, nước giếng khoan. Giá gia chủ đang mong muốn sang nhượng là 850 triệu bao sang sổ cho quý anh chị. Đấy, hàng rào là xây kiên cố rồi này. Nhà vườn này tại Esup Đắk Lắk cho quý anh chị nhé. Tại Esup Đắk Lắk. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ cho em. Đấy, khu vực chăn nuôi trời lan. Xung quanh đã rào rậu lưới B49 rồi nhé. Giá sang nhượng là 850 triệu. Nhà 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Phòng khách rộng. Rồi. Anh chị nào quan tâm thì alo cho em theo cái số điện thoại 0977 280 818. Esup Đắk Lắk nha quý vị nha. Diện tích trong sổ là 7.600 m², 400 m thổ cư. Diện tích thực tế đang sử dụng khoảng gần 1 hecta. Rồi em xin phép kết thúc video đây. Hẹn quý anh chị vào những video tiếp theo nhé. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ sớm cho em để sở hữu. Đất tọa lạc tại Esup Đắk Lắk.